Vietsun Auto đồng hành cùng chương trình. Lexus ES 2021 vừa chính thức được giới thiệu ra trên thị trường với một số điểm mới, trong đó có tùy chọn hệ dẫn động AVKD. Kể từ phiên bản năm 2021, Lexus ES sẽ có thêm tùy chọn hệ dẫn động All-Wheel Drive. Lexus ES 250 năm 2021 là chiếc ES đầu tiên được cung cấp hệ dẫn động tất cả các bánh, tương tự như người anh em Toyota Avalon năm 2021. Cung cấp sức mạnh cho Lexus ES 250 AVKD là động cơ 2,5 lít, 4 xi lanh tương tự như trên ES Hybrid, tạo ra công suất tối đa là 203 mã lực. Phiên bản ES 250 2021 cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn so với Lexus ES dẫn động cầu trước. Giống như trên ES dẫn động cầu trước, phiên bản ES 250 AVKD cũng có sẵn những gói trang trí S-Sport năng động hơn. ES 250 AVKD S-Sport có cùng hệ thống treo thể thao, bánh xe 19 inch cũng như một số chi tiết được sơn đen, thể hiện bản chất thể thao mạnh mẽ và hầm hố của phiên bản này. Lexus ES 2021 cũng có thêm phiên bản Blacklight mới sản xuất giới hạn chỉ có 1.500 chiếc. Dựa trên gói trang trí S-Sport, ES Blacklight có sẵn 3 màu ngoại thất gồm xanh mica, đen mờ và trắng với trục gương màu đen, mâm xe tối màu và cánh lướt gió màu đen. Phiên bản đặc biệt này cũng có nội thất hai tông màu đen và trắng giống như mẫu S-Sport. Người mua Lexus ES Blacklight cũng nhận được một số hành lý do Zero Libibuton thiết kế, bao gồm một túi hành lý 22 inch và một hộp đựng đồ du lịch lớn hơn kích thước là 26 inch. Lexus ES 2021 sẽ được bán tại Mỹ vào mùa thu năm nay với giá khởi điểm là 39,900 nghìn đô la Mỹ.